Chào các bạn, chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Escape 4.1 dành cho SketchUp. Bữa hôm nay là buổi thứ 32. Bữa hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về vật liệu lửa trong Escape. Vật liệu lửa trong Escape thì chúng ta cũng rất là ít đụng tới, nhưng mà cũng nên biết để sau này nếu mà có dịp đụng tới thì chúng ta biết cách làm. Để mà làm vật liệu lửa trong Escape, đầu tiên chúng ta phải có một cái map vật liệu. Cái map vật liệu của lửa thì thường nó sẽ có hai cái, một là cái map bản thân, hai là cái map opacity. Bạn cần tìm cho mình những cái bộ map lửa mà có đủ hai cái map này. Sau khi có đủ hai cái map này rồi thì bước tiếp theo là bạn cần chuẩn bị cho mình một cái diện mà để chúng ta ép cái map lửa này vào. Ở đây thì mình chuẩn bị sẵn một cái diện cong như thế này để mà ép cái map lửa vào. Diện thẳng cũng được, tùy bạn. Cong thì mình nghĩ nó thực tế hơn, nó sẽ mềm, nó sẽ nhìn nó chân thực hơn. Rồi bây giờ mình sẽ ép cái map lửa như thế nào đó. Đây là đầu tiên mình sẽ lót cái map lửa vào, bóp albedo vào. Sau đó là mình cái hai map bỏ qua, reflection bỏ qua luôn, không cần quan tâm lắm, cũng có bóng gì có phản xạ gì đâu. Sau đó là bạn sẽ lót cái map opacity vào ở cái mục transparency này. Sau khi bạn lót vào thì bạn thấy không, nó sẽ giữ lại cái phần lửa thôi, nó giữ lại cái phần lửa, còn lại cái phần xung quanh thì nó sẽ được bỏ đi. Rồi tiếp theo là mình sẽ bước 1, bước 2, bước 3 là chuyển cái này về vật liệu phát sáng. Rồi cái màu đây là cái màu mặc định, cái phát sáng mặc định của lửa là màu trắng nha, lúc mà mình chưa lót vào. Còn cái này mặc định của nó là 5000. Sau khi bạn chuyển qua cái vật liệu lửa thì nó sẽ hiển thị như thế này. Rồi bây giờ bước tiếp theo là bạn phải cho cái màu phát sáng của lửa là cái màu 3K, màu 3K, 2K rất là đậm. Thường là cái màu phát sáng của lửa là bạn phải cho màu đậm như thế này. Rồi bạn chọn nó cái màu này, còn cái màu này giữ nguyên nha các bạn, màu này giữ nguyên. Chọn cái màu phát sáng là màu đậm như thế này. Rồi cái này là mặc định của nó màu đỏ vậy luôn. Sau đó bạn tăng cái này lên, bạn thấy 5000 chưa đủ, có thể mình tăng lên 10000, bạn tăng lên bao nhiêu tùy bạn, nhưng mà bạn canh cái không gian mình đó, nó đừng có rực quá là được. Rồi cái màu lửa này nó đậm quá, mình cho nó nhạt xíu, cho nó nhạt xíu. Rồi mình cho nó cái màu này đi. Sau đó bạn thấy cái màu lửa này nó đậm quá, bạn giảm nó xuống. Bạn có thể pha cái màu lửa đậm lên hoặc là bạn giảm cái màu lửa xuống, đều được tùy bạn. Ở đây mình giảm xuống, mình giảm xuống, càng giảm xuống thì nó càng nhạt đi màu hiển thị của nó đó bạn. Ở đây thì mình cho nó 60 đi. Rồi nếu mà cái map lửa của bạn nó không có quá đậm thì bạn không cần giảm, còn nếu bạn thấy nó đậm thì bạn giảm xuống, còn mà thấy nó nhạt thì bạn có thể dìm cái màu nó đậm thêm, tùy bạn. Cái này thì mình nói rất nhiều ở những cái vật liệu rồi. Rồi sau khi mà bạn bạn setting cái map nó xong xuôi hết rồi chọn cho nó cái màu phát sáng của nó rồi đó, tăng cho nó cái cường độ phát sáng của nó rồi theo ý muốn của bạn rồi mà bạn thấy xung quanh nó chưa có đủ ánh sáng, có nghĩa là cái nhiệt độ mình cảm thấy nó chưa có tác động nhiều đến môi trường xung quanh, thì bây giờ mình phải trợ sáng cho nó. Thì bước mà trợ sáng cho cái vật liệu lửa này này thì thường nó sẽ có hai loại mà trợ sáng mà mình sẽ dùng. Cái đầu tiên là spear, cái thứ hai là light. Spear thì thường cho những cái dùng cho những cái dạng lửa mà dạng khóm, dạng một cục không phải dạng dài trải dài như thế này thì thường mình sẽ dùng đèn spear. Còn những cái dạng trải dài như thế này thường mình sẽ dùng đèn light. Ở đây là mình dùng đèn light. Rồi mình sẽ dùng hai cái đèn light, hai cái đèn light như thế này. Hai cái đèn light như thế này, đặt trước và phía sau để nó hát phía trước và nó hát về phía sau. Tùy bạn thôi, bạn muốn sử dụng cái đèn khác bạn có thể kết hợp đèn rectangle hay là spot cho nó, tùy bạn. Bạn cứ ứng biến tùy, nhưng mà thường thì mình sử dụng đèn spear và đèn light thôi. Đèn light thì những cái dạng này mình thường sử dụng đèn light. Vật liệu lửa vậy là xong. Cái màu của cái đèn trợ sáng này thì bạn cũng nên chọn cái màu nó đồng nhất với cái màu phát sáng này, đồng mắt cái màu phát sáng này, có nghĩa nó gần gần với cái màu phát sáng này.
Ví dụ cái này bạn để màu phát sáng là màu 3K đi, nhưng mà qua đây bạn để màu 5K thì đâu có được. Đâu có được, nó mất khớp. Cho nên là cái màu phát sáng này mà 3K thì cái màu này nó cũng phải gần 3K hoặc là 3K. Đó, hoặc là 3K. Rồi cái cường độ này thì bạn có thể tăng giảm tùy bạn. Mình tăng lên 12.000 mình cảm thấy là nó vừa ám ám cái màu thôi. Đó, tăng lên 12.000 là được. Còn thôi bạn tăng lên 15.000 đều được nha các bạn. Tăng miễn sao bạn cảm thấy nó vừa cái ý của bạn là được. Cái này thì mình để 60, mình cảm thấy nó nhạt quá, mình tăng lên 70 đi. Đó, mình tăng lên 80 đi. Rồi, vật liệu lửa nó vậy, nó chỉ vậy thôi. Đơn giản chỉ có vậy. Ít dùng nhưng mà lâu lâu đụng tới thì các bạn cũng nên sưu tầm cho mình vài bộ map lửa để mình có cơ hội, có dịp mình sử dụng. Mình nói lại nha. Mình nói lại nha. Nói nhanh lại một lần nữa nè. Có nghĩa là sao? Đầu tiên á, mình lót cái map Albedo vào UV map. UV map trên cái diện mà mình cần thể hiện đó là lửa. Diện thẳng hay là diện cong như thế này đều được, tùy bạn. Cái thứ hai á, là lót cái map opacity vào ở cái mục transparency để nó bỏ đi những cái phần không phải là lửa đi. Cái thứ ba á, là chuyển về vật liệu phát sáng. Chọn cho nó cái màu phát sáng là cái màu 2K hoặc là 3K, lửa rất là thấp. Sau đó là tăng giảm cái cường độ phát sáng của cái lửa đi. Tăng giảm cái cường độ phát sáng, tăng vừa thôi các bạn, đừng có tăng nhiều quá. Còn cái mục albedo bạn có thể giảm cái hiển thị nhạt, hiển thị lửa này nhạt bớt hay là đậm bớt, tùy bạn. Tùy bạn nha, mỗi người mỗi gu nha. Muốn giảm cái màu của hiển thị của cái lửa thì giảm cái thông số này, image fader giảm cái thông số này. Còn nếu mà muốn nó đậm thêm á thì mình tăng cái ghim, tăng thêm cái màu ghim, thêm chuyển qua màu xám á, thì cái màu lửa hiển thị nó sẽ đậm hơn. Rồi sau khi mà làm xong vật liệu lửa thì bắt đầu bạn đặt trợ sáng cho nó, đèn spear hoặc là đèn light tùy. Ở đây á thì nó lửa nó dạng dải á, hình dải, cho nên là mình dùng hai cái đèn light. Chọn cái màu của cái đèn trợ sáng thì nó cũng gần với cái màu phát sáng của lửa là một. Cái thứ hai là tăng giảm cái cường độ của cái trợ sáng sao cho nó phù hợp, nó tác động lên vừa vừa với cái môi trường xung quanh thôi là ok. Rồi buổi hôm nay thì mình hướng dẫn về làm vật liệu lửa trong Inkscape 4.1, nó cũng không có gì phức tạp cả. Các bạn thấy cảm ơn các bạn đã xem video cũng như là ủng hộ kênh. Nếu như các bạn ủng hộ kênh á, thì hãy đăng ký kênh để mình có động lực mình làm ra những cái video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.